Gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Út này bữa nay đi làm công chuyện tiếp con cháu với lại làm vòng vòng ở phía trước đó cả nhà. Không có tham gia ăn cơm được với mình vậy chân buồn quá. Đợi Út về bữa nay Băng làm cái món mới siêu hot để đãi cho cả nhà mình ha. Cái món này là Út lướt top top nè Út. Hay nhóc với chân nè Út. Idol, Út là idol đó trời. Lướt top top tới ngày. Bữa hổm Út nói cái món này thấy ngon lắm nè. Mà mấy bữa nay Út đi công chuyện đó không có nấu. Bữa nay Băng nấu thử để nhà mình ăn. Rồi sáng thì Băng đi chợ quê. Chợ quê thì cũng không có đa dạng cả nhà. Tính mua cái bánh phồng tôm mà nó tròn tròn, nó nhỏ nhỏ xíu cho nó dễ ăn. Nhưng mà không có, nó gom hết chợ được có nhiêu đây à. Mà cái này là cái bự bự. Cái có bự nấu bự, có nhỏ nấu nhỏ. Rồi đây là phần bánh phồng tôm, chút xíu nữa mình ngâm ra. Mình thay thế cái bánh canh. Rồi bên đây Băng có mua mấy con mực, mấy con tôm, với lại mấy khoanh giò heo ít ít nè, với lại một ít trứng cút để mình làm cái topping ở trên đó. Kèm thêm nấm nè. Thì củ quả bên đây thì để nấu cho ngọt nước. Rồi mình cho tôm khô vô. Rồi hành, ngò gí, đồ niêm, đồ vô cho nó thơm. Ngọt, ngọt nước thì mình sẽ có củ cải trắng, củ cải đỏ, củ sắn, với lại một ít tôm khô cả nhà. Rồi nấm nữa nè, cũng góp phần cho cái nồi nước lèo bữa nay có bộ ngon ạ. Bên đây mực, tôm với giò heo là em đếm đầu người là em nấu là y gan vậy đó. Có bà ghẹm chừng không dư không thiếu luôn đó. Thôi ai ăn dụng là biết liền nha. Một tô là bao gồm bao nhiêu cái gì là tính sẵn hết rồi không? Tính sẵn chừng hai con tôm, hai miếng mực với một khoanh giò heo với mấy cái trứng cút. Đó là nhiêu đó, là nhiêu đó, ta không ăn dụng được. Cái phần tôm với mực của anh Út người là hai người là bốn thì để riêng đi. Cái đó là hơi ăn bánh canh không đi Út, còn cái này để riêng buổi chiều. Hai bữa nay đi làm cũng có làm sương sương không? Có. Về đây đi chọc liền không? Giờ mẹ Út đang gọt mấy cái rau củ ra để mình chuẩn bị nấu cái nồi bánh canh. Thấy bà con mình cũng gần gần cái món này đó chứ Út cũng biết luôn. Cu tin mình cũng hay nằm lướt lướt thấy bà con ăn thấy thèm quá. Bữa nay rủ Băng làm món này. Cái hơi nữa chị Ly, Cu tin, anh Khải đồ ra cái gia đình mình ngồi ăn thử. Nhà mình ai cũng lên top top chứ có em là không biết này à. Nghe anh Dốc mới nói mới biết. Anh nghe idol chú Bảy nói á, anh có biết đâu. Vậy trong thời gian này mình sẽ luộc trứng cút. Bữa nay mua cái gì cũng ăn chút vậy đó. Nhiều thứ nhưng mà cái ăn chút. Băng lấy ra mấy cái cục giò heo nè, mình chần riêng. Đếm hả? Đủ không? Nè, 8 tô là 8 miếng. Miếng. Đi chợ chứ cũng mệt mỏi nha cả nhà. Bà con nào mà làm nội trợ đi chợ hàng ngày biết à. Bữa nào ăn sang thì mình sẽ những cái video còn lại mình làm cho nó tiết kiệm lại. Hôm bữa Út qua bên gian chiếc cây là được tổng cộng bao nhiêu cây Út? 40. Bữa nào qua chiếc cây ít đấy. Như thường chiếc cây thì người ta lựa cái thời tiết là nắng hay mưa là nó sẽ tốt ta? Đúng rồi, tháng 2 chứ mùa xuân chiếc nữa. Dạ. Có năm được hả Út? Ừ, mau. Mùa này vẫn nhiều quá. Về Tết năm nay Út quyết định là trong nhà chơi gì, chơi lan, người chơi mai như hàng năm hay là có lỗi gì khác không Út? Trong nhà Út cũng thấy quá trời nhiều bông. Ở nhà có thì tận dụng thôi chứ không có mua. Dạ. Năm nay là cha với mẹ quyết định là chơi bông chen ở trước hàng rào là xong rồi. Tại vì giờ cắt chuẩn bị xong hết rồi, tới Tết là nó tự nở ra thôi chứ không có chơi mà mai đồ như hàng năm nữa. Con thì năm nay vẫn tiếp tục là chơi cây mua. Ai chơi, người ta bà con hay chơi mai, còn năm rồi mấy chú cháu mình đi chặt cây mua cả nhà, gắn bông vô làm ngoài trời á. Năm nay lựa cây bự á. Lựa cái tàn nó bự một chút. Dạ. Út ơi, năm nay mấy chú cháu mình đi làm cây mua sớm nặng cho mua mai bán đắt Út ơi. Đúng rồi. Năm nay lựa cây bự đi. Cây mua mà gắn bông mai thì nó thành mua mai rồi. Mà không biết có cây bán với cây đắt ai bán nè. Để chưng trong nhà.
con thẻ này thẻ nuôi thì mình ăn nó ngon, nhưng mà làm tôm khô thì nó không ngon bằng mấy con tôm thiên nhiên ha. Thiên nhiên, mấy con tôm thiên nhiên làm khô ăn ngon. Hồi nãy mình nấu súp đó là súp tôm thẻ thiên nhiên đó. Nhà bán tôm khô thì cái loại nào nuôi thì mình nói nuôi quảng canh, ví dụ nuôi quảng canh thì nó nuôi quảng canh, còn loại nào thiên nhiên là đảm bảo là thiên nhiên. Bà con mình có sử dụng các loại tôm khô nè, rồi mấy loại đặc sản miền Tây mình khô mắm, rồi rau củ sấy, liên hệ gia đình mình đây đến, nói chung là đây đến Tết là sẽ nguồn liên tục để phục vụ cho bà con mình. Băng em để lại cái số điện thoại cho bà con để dễ liên hệ bà. Tết thì nhà băng có làm kiểu chua nè, rau tiếng vua ngâm chua nè, rồi dưa món ngâm chua nè, dưa món ngâm nước mắm nè, rồi tôm khô củ kiệu thì không thể thiếu rồi, mắm tép. Bữa nay thì mình nấu dạng này là không phải nước cốt dừa nha cả nhà. Ít bữa là ngon sử dụng cái nguyên liệu bánh phồng tôm để làm bánh canh nước cốt dừa. Anh Quang nói gì? Ê, nói nghe nè. Gì? Để bữa nào đi học dừa nào mà mình làm bánh canh vịt xiêm nước cốt dừa á. Trời. Ăn cái này chưa vô miệng nữa tính tới kìa. Cuộc đời nó vi vu dữ trời. Sáng nào mình cũng chọc Út á, sáng đập ly phê hai cháu ngồi làm á. Cuộc sống không biết tiền trong túi có nhiều chứ cà phê là đảm bảo hai chú cháu gắng cố gắng sáng làm ly cà phê đó, thật vi vu. Đời là bao hả? Tới đầu tới. Lương 1.000 mà. Không có cà phê nữa là bữa bỏ ông Quang đi qua công ty khác làm sao. Út lâu lâu cái thường thường người ta nói rượu vô tâm sự nó mới gọi là tặng đáy lòng. Cứ nói hoài như hồi hôm này nói với mình với Băng á, hai đứa mày mà trả tiền cho Út á là Út nghỉ làm, Út qua công ty khác Út làm. Út nói là có lâu lâu là cứ câu đó là nhắc hoài. Không, sẵn anh Quang nói thì cũng chia sẻ với bà con luôn, hồi đó giờ nhà mình làm YouTube ha, là không có nghĩ tới lương, không ai nghĩ tới lương chứ. Cái thu nhập nói chung là doanh thu là mình có, trên mình là có doanh thu, nhưng mà mọi người trong gia đình thống nhất nhau là cái tiền đó là thay vì hàng ngày mình vẫn ăn cơm thì cái tiền đó, cái doanh thu mình quay YouTube nè, mình có doanh thu thì mình mua đồ ăn cho nó chỉnh chu hơn xíu để chia sẻ bà con, rồi nước mắm nước màu điện bột ngọt gì đó, nước màu nước mắm đâu, lấy cái tiền đó để làm chi phí sinh hoạt cho gia đình mình luôn, ngủ nếp đồ trong đó luôn hả Út ha? Với lại Út nói là, nhưng mà với thêm kèm theo cái điều kiện bữa nào Út có thèm cái món gì mà để xương xương là nhớ phục vụ là được rồi, còn cái vấn đề đó thì có Quang lo cho chú Út rồi. Ok, khỏi băng lo thôi. Dạ. Trong nhà không ai lo nổi chú cái phần đó đâu. Lại vậy đó, rồi nói chung nhằm tháng nào có nhiều thì cũng có dư cả nhà, chứ không phải nói làm nhiều cái mua đồ ăn hết nhiều là họ cũng không phải nói, mình nói là nói cho nó đúng là có dư thì cũng như tháng nào mà có nhiều thì Băng cũng mua sữa đồ nè cho nội nè, mua sữa cho Út đạp xe cho nó gắn chắc đồ nè. Rồi lặt vặt điện trong nhà đồ, đóng tiền điện đồ cho mẹ đồ này kia, nhưng phân phải đó, chứ nói người trong gia đình mà tính giặt gọi anh lương con trai Út 500 triệu hay gì thì nó không còn tình cảm nữa, thật sự vậy. Không có tình thương mến thương. Dạ, không có tình thương mến thương, bởi vì mình phân phải phải, tháng nào mà có nhiều thì mua đồ ăn nhiều cho mọi người, rồi sữa này kia nọ gì đó. Còn tháng nào mà ví dụ mà dư nhiều nữa thì hai con mua vàng. Giặt hè luôn á, giặt hè. Giờ em cho củ cải trắng, là củ sắn, củ hành tây vô. Rồi, có một ít đầu tôm này mình cho vô mình nấu cho nó ngọt nước. Rồi em cho tôm khô luôn. Tôm khô này em cũng có rửa cho nó sạch bụi đó. Rồi giờ mình sẽ cho giò heo vô để mình hầm. Mình cho giò heo thôi, còn mực với tôm nhớ đừng có cho vô giờ này. Đừng cho vô. Tôm với mực thì chút xíu nữa mình xào xăng anh không? Xào với lại phi thơm củ hành tím lên xào cho nó thơm. Mình cho vô sau. Tôm mực thì nó dễ chín dữ lắm. Mình trụng xương xương nó cũng đủ được độ chín này. Nhiều lần đầu nhà mình nấu không biết liều lượng nhiêu là dừa. Chắc cho nhiêu đi, ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Giờ mình sẽ cho nước nóng vô để mình ngâm. Ngâm chắc cỡ nửa tiếng á. Có thấy có tiêu thấy ngon quá hen. Thường bánh phồng tôm nó sẽ có loại có tiêu và không có tiêu. Mình người lớn thì ăn có tiêu tiêu và chúng nó thơm thơm.
chị Ly phi củ hành tím đi, xong cái chị Ly vớt ra, xong cái xào nấm luôn nha. Em bên đây em phi củ hành tím thơm để xào mực với tôm. Rồi, hành tím nó thơm nè, em giờ em cho mực với tôm vô. Xào vừa chín tới được rồi, đừng chín kỹ quá tại chỉ có nó teo á, đúng không? Chút xíu mình cho vô trong nồi bánh canh. Nấm gơm mà để bút gì nè, ăn nóng á mà nó ngon. Để bút đi. Cái giò heo em thấy nó cũng vừa ăn này, nó cũng mềm mềm mày. Rau củ thì mình vớt ra, nấu lấy độ ngọt xong mình vớt ra. Giờ mình sẽ cho cái bánh phồng tôm vô. Thấy nó bự quá cho nên nãy giờ Băng với mẹ với chị Ly ngồi cắt ra làm đôi cho dễ ăn á, đúng không? Mình không có mua được cái nhỏ. Em sẽ cho tôm mực vô ha. Cho vô cho nó nóng lại là mình múc luôn nha cả nhà. Rồi, cho trứng cút vô. Canh tới đâu hết rồi. Rồi cái món này thì nấu theo cái kiểu mà lền lền như bánh canh cua đó cả nhà. Cho nên là Băng sẽ cho một ít bột bắp vô ha. Bột bắp hoặc là bột mì tinh cũng được, bột năng đó. Mình còn cho giá vô nữa. Mình nấu lỏng lỏng gì cũng vừa nè. Mình sẽ nấu lỏng lỏng để mình ăn với giá. Mình ăn kèm với giá cho nó ngon. Ăn không thì nó không có rau bổi, nó hơi ngán một xíu. Bạn có cho trứng cút nè, mực nè, tôm nè, nấm nè, giò heo với tôm khô nằm ở dưới sẵn rồi. Hồi nãy chưa dính giò heo cái gì vậy? Dính phi vô, hành phi vô luôn. Rồi, gia đình mình mời cả nhà ăn bánh canh luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà nha. Ăn chưa cả nhà ơi? Cái món này kêu bằng bánh canh phồng tôm. Nghe nó lạ lạ. Bánh phồng tôm này có chiên lên không? Không có chiên. Ngâm mà. Như nó thế thì nó là con nuôi với cặp bánh canh vậy đó. Mình ngâm cho nó mềm ra hả? Dạ. Anh phải hổng gầy cô Út cái vụ nước tốp tốp nha. Út biết còn quyết. Mình ăn cũng như bánh canh thông thường thôi, không nêm chanh ớt đồ vô. Ừ. Mình có miếng bánh canh này mình... Anh thấy ít miếng bánh canh bây giờ ta. Chắc tại em múc tô này không đều á. Không nhiều đó anh Quang ơi. Dưới á. Dài hơn gọng bánh canh nha. Dài hả? Ừ. Làm này cũng khỏi đi chợ mua với lại khỏi có sắt như hồi xưa. Tiết kiệm thời gian. Bánh canh còn trên nồi nha mọi người. Nước tựa cái nước giống bữa hôm mình ăn gì ta? Bánh canh bông ngư hả? Bánh canh cua hả? Cái miếng này nó có ăn cái miếng này chút ngon hạt tiêu á cha. Ngon. Nó dai nè, có chút hạt tiêu nó thơm. Dai ngon. Bài. Cái này nãy thì mình ngâm bằng nước nóng.
ngâm tầm 30 phút rồi cả nhà. Cái mình nêm nếm cái nồi nước mình nó vừa ăn xong rồi băng mới thả vô. Thả vô mình đảo qua đảo lại mình nhìn bằng mắt á, mình cảm giác vừa ăn vậy là được. Người trụng ha. Như con trụng trước vậy. Không gà không có lớn như tớ. Ngâm luôn vô. Nó dai dai nhưng mà nó vừa ăn hơn cọng bánh canh. Tại trong đây nó có gia vị nè. Chị thích lại gì có tiêu luôn á, tiêu cũng là lâu rồi không có lướt tớp tớp mà sao mình tột hậu rồi đó. Tột hậu hả? Thấy chuột lại ha. Nước ngon ghê á. Nguyên ăn chanh á, mọi người biết. Thanh dễ ăn. Tin ăn được không con? Quá ngon trời. Cô tin ăn bằng tô người lớn rồi nha. Chỉ có rau thôi chứ bằng người lớn hả? Cái này mà buổi tối mà có kẹt khách sáng làm món này húp xương xương cũng đổ mồ hôi chứ không? Im. Dạ. Đổ rồi nè. lẹ dễ, út dễ đổ quá ta. Mọi người tô của ai mà không có giò heo nhớ khiếu nại nha. Chuyện à. Tức là phân công đó nhưng mà phân ra rồi đó nhưng mà cái lúc mà múc á nhiều khi không dính. Tôm là hai con, trứng hai trứng. Nói vậy đó. Dạ. Giò heo. Giò heo một phanh với lại mực thì hên xui. Hên xui. Mực nãy giờ ăn hai miếng rồi đó. Trứng ba trứng nè. Ba trứng. Nó dai hết cái ngon hơn mình ăn bánh canh á. Con thích cái theo con đó thì con nghĩ đó, tại vì cái phồng tôm nó đã vừa ăn rồi, mình thường mình chiên lên đó nó đậm vị rồi, nó thơm mùi tôm. Còn bánh canh mình chỉ là bột thôi. Mình đâu có nêm. Lạ miệng, nói chung là ăn rất là lạ miệng. Ngon hơn. Ai sáng chế ra cái món này cho gia đình mình cảm ơn nha. Chứ hồi đó giờ cũng đâu biết vụ bánh phồng tôm mà ngâm ra mà làm bánh canh gì đâu. Mình nấu thì nó tiện đúng không? Nhà dạ. Cái miếng bánh phồng tôm này nó có gia vị giống nữa. Dạ đúng rồi. Bánh canh kia thì nó bột không à. Mà tiện ví dụ mình nấu buổi sáng mà không lẽ sáng sớm mình đi chợ mua bánh canh thì nó khó. Làm lâu. Dạ. Cái này mình để sẵn trong nhà được. Chừng nào bác xui bảnh có gửi qua vịt nữa mình làm bánh canh thịt vịt. Mình làm nước cốt dừa. Mình lấy cái phồng tôm. Chim hả? Này chắc mơ tôi đi ruộng quá. Bắt con vịt chứ gì. Cua gì cũng được anh Khải, ví dụ vậy. Mà chạy không có dịch chứ bộ ra ngoài đồng bắt mấy con cua biển rồi vô. Ê mà. Cua đồng chứ. Ra ngoài đồng bắt cua biển mấy sóc con. Ra chọc vườn hai. Ý là chọc vườn hai, gà vườn hai mua cua biển ở đồng nhà mình ăn á. Ở đồng thì phải bắt cua đồng chứ. Dạ. Yeah. Giống như cha con bữa đổ vớ cá linh á đem về nấu cho mút ăn gì đó. Tôi có máu tôm tích mà sợ tôm tích nhỏ quá về mình làm phải cực. Tôm tích nhỏ quá lột không có thịt nhiều. Tôm tích nhỏ quá thì mình làm chỉ súp thì được thôi chứ ăn thịt nhiều bởi vì tôi sợ nhỏ quá nè. Thấy nó bán ở chợ nó lột hay quá ha. Tươi tươi nha, yêu cầu mà con đó nó ngỗng rồi là rồi đó. Ngỗng rồi là rồi đó. Nó hay hay lắm, hay lắm. Nó biết sao à. Dạ, nó nằm đó nó biết đi. Dạ. Thời thái sản nó vậy á. Rồi đợt nào con phải mua trên nhạch giá gì ha, nó nhảy sôi sói luôn, trong xanh luôn, đem về tới đây là nó đục rồi đó. Mềm chưa? Vừa ăn lắm, thịt lực. Thực sự chứ nó không mềm mà nó không cứng. Kết cái món này đó. Kết đã mua để nhà sẵn hả? Mà quận sau mình sẽ làm bánh canh nước cốt. Vậy mình ăn gì rồi? Ngày mà có thịt ở nhà, cà chua, nấu hớp với cái này ăn cũng ok. Tôm. Cái này nấu thịt bằm cũng im nữa nè. Nãy về cho thấy không nha, ủa cái món chắc cái món gì làm chiên bánh phồng tôm lên súp quá. Để cho hỏi nấu cơm nữa. Món này tính nấu mấy bữa nay rồi mà Út đi, đợi Út về á.
Út chỉ còn sơ nực ướt áo chưa? Út chưa còn như tắm vậy. Người nào hôm hôm say là sáng nay ra mồ hôi à? Không, Băng có say đâu, mồ hôi ra cũng đầm đìa à. Sao Út biết Băng không say? Lúc Út về coi Băng người làm năm lon á. Băng năm lon say đâu. Lá băng say, Băng say nó chạy qua không báo bơ con say à. Nói gì sao? 10 giờ mấy giờ rồi. Út có nhiều cái bí mật là bị lộ bí mật quốc gia hết trơn rồi. Út giữ bí mật không được đâu. Này mình nấu chế có chả tôm chả đồ mình thả vô luôn ha, ăn cũng ngon lắm. Chả tôm, chả cua, chả ghẹ rồi đó. Bất cứ. Ở đó ngon luôn á, chế gì. Con nhúng xuống cho nó cho nó. Thì nãy giờ ăn tôm với bánh hả con? Chiên cút. Cọng này nó dai dai như kiểu bánh canh bột lọc á. Ừ, đúng kiểu kiểu vậy á. Dễ hơn ăn bánh bột lọc. Dạ. Cũng hơn, nó thấm thía hơn. Món ăn trời nói thấm thía. Phần tôm nó mặn mặn rồi. Ăn cái này thấm thía từ đồng chí luôn Út. Bánh hồi nó vừa ăn lắm. Dạ. Bánh này có niêm niếm này, có độ dai. Ồ. Lần quá vậy. Nói chung là con kết món này được. Chừng nào bác xui bệnh có gửi dịch về nấu rồi rủ em qua quay phim nha. Chia sẻ lại tới tiếp tục là bánh canh nước cốt chứ. Cái dịch bơ hổm nấu này. Vậy bơ hổm nấu hủ tiếu hả? Bơ hổm là chưa phát hiện ra. Chưa hả? Chưa phát hiện ra món này. Nấu xong mình mới phát hiện. Mới phát hiện. Con sao mình nấu đâu có sao đâu. Móng lên đâu? Móng không? Móng có nhớ à? Tôi tin bữa nay vô hệ rồi. Súp ngon cộng với tôm, rồi trứng cút nữa. Ăn bài ở đây là. Ăn này cũng tưởng tượng cũng như là bánh tráng mà mình làm bánh nước. Bánh hồng tôm là bánh canh. Bữa nay hết nước không anh Khải? Hết, sắp hết rồi. Nước, cái nước là gì là cái nước êm á. Không có nước ngon nãy giờ mà. Ăn cái gì mà có súp là cái nước là nó êm nhất. Cái nước ngon là nó ngon nhất. Tôi ăn cỡ nào mà được. Cái quán phở nào mà ngon thì tôi kêu để ít bánh phở. Không nước hả? Nước nhiều vô. Nhưng mà nước ngon mà ngon bằng thịt ba gỏi không? Ba gỏi không nó là mỗi cái nó có cái ngon khác nhau. Ừ, không có giống nhau được. Ăn cái gì cái đồ súp á là không cần lấy nhiều nước súp nhiều là được, ngon là được. Nào cái nào hả anh Khải? Vợ là vợ mà bồ là bồ chứ không có chung chạ được. Ở nhà là vợ mà về ra ngoài đường mới gọi là bồ. Không chung được. Bữa nay anh Quân bắt tìm cái mối khác nữa rồi, nghỉ chọc Út rồi. Mối này im à? Mối này bộ im à. Mối này là chọc, có kèo chọc đây tới Tết luôn á. Gần Tết. Nói vậy thôi đủ hiểu không? Còn con? Còn. Bây giờ gia đình mình chào cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo ha. Rồi xin chào cả nhà. Để cho mẹ Băng lấy tôm cho cô Tiên.